mình ngờ ngợ mình đã quên cái gì nơi ấy. Lục lạo lại thì đúng là mình có bỏ lại cây bàn chải đánh răng. Nhưng không, chỉ cây bàn chải đánh răng thôi mà. Nó không làm mình bứt rứt và khó chịu như vậy. Mình vẫn còn cảm thấy mình quên cái gì đó khác hơn và lớn hơn, sâu đậm hơn nhiều. Vậy thì có phải mình để lại thị tường một mùa gió chướng không? Là vì mình về thị tường ngay đầu mùa gió, chướng về lặng lẽ, nửa đêm nghe hay hay trên da, trên tóc, nằm trong căn chòi giữ lúa giữa đầm, nghe gió lạc xạc trên lá, mấy cây đuôi lá xao xác. Nước biển như chỉ chờ có dậy, chảy từ cửa sông đốc qua kênh sáng Bà Kẹo liếm vào dòng ngọt. Thức dậy, ngậm một ngụm đã nghe mặn cứng môi. Vậy mà hôm qua mình còn lấy gáo múc lên rửa mặt. Nước đang lợn cợn đục, bỗng trong vắt ngả màu đo đỏ. Người ta chép miệng: mới đây mà nước chè chè rồi. Chim én không biết về trước gió hay sau mùa gió mà đậu chiêu chích trên mấy đống chà. Nghe gió về, người thị tường hy vọng rất nhiều tôm cá đang tới. Đầm thị tường là vùng đầm nước mênh mông với diện tích mặt nước hơn 700 hecta. Quãng rộng nhất gần 2 cây số. Rộng tay mạnh dầm như dân xứ này. Từ bờ nam sang bờ bắc mất hơn 1.000 lát dầm. Từ bờ tây sang bờ đông nhìn mút mắt. Người đầm thị tường làm lú đánh bắt cá tôm suốt năm, nhưng trúng nhất là vào mùa gió này. Lúa ngoài đồng sao đang xanh lá, có dạt trổ đồng đồng đất. Chờ ngọn gió lao sao lành lạnh là đốn tre xuống lú. Miệng lú rộng tròn như miệng thúng, rộng hơn một tí bằng lưới. Lú văng ngang đầm, miệng nằm giữa hai cái gian bằng lưới văng dưới nước theo hình chữ V. Lúc nào cũng hướng xuôi theo con nước, đón luồng tôm. Con tôm ngộ lắm, tụi nó lội ngược. Thấy ánh đèn treo đầu ngọn lú, tôm ve đít vô. Con người mình còn chết mê chết mệt những thứ ánh sáng phù qua đó, huống chi là con tôm, con tép. Không thể đếm có bao nhiêu ánh đèn trên đầm vào mùa này. Bảo rằng một dạng ngọn thì sẽ thiếu ngọn đèn cóc đôi vợ chồng son mang theo để xem lại album ảnh cưới. Bảo rằng hai dạng ngọn thì mình sợ thừa vạt đèn vừa tắt ngấm của một cụ già nhất xóm chiều hôm qua vừa đi vào cõi vĩnh hằng. Chỉ biết thị tường trút bỏ vẻ lãnh đạm ơ thờ ban ngày để trở thành một thành phố đêm rực rỡ, thành phố của những người làm nghề hạ bạc. Chỉ có những con người ở đây thay đổi, như tối nay có tiếng thì thầm rút rích của đôi vợ chồng mới cưới. Như tối nay anh Bảy, một cây ca dòng cổ đã sai mềm, nên không còn ai giặt diều xuống xề câu dòng cổ. Trời ơi, bởi xa cơ giữa chiến trường thọ tiếng đơn gió đông sơ đành chia tay vĩnh viễn bạch thu hà. Dẫn những ngọn đèn trong mắt thức sáng đêm, những ngọn đèn đứng yên mà như hấp hái trôi mãi trôi mãi. Ẩn mờ mờ những khuôn mặt người
nhòe trong bóng nước. Giữa mênh mông sóng nước này, không ai thấy cô đơn. Thất tình cũng không thèm buồn. Cuộc sống đẹp thế, vui thế mà. Mình tiếc anh Mờ, anh Tờ không mang máy ảnh về với mình mùa này. Mình tiếc anh Hắc ở Bến Tre, chắc bận dự trại sáng tác ở Vũng Tàu, không kịp về mùa này như đã hứa từ cái lần đi đá bạc. Mình tiếc anh mình không về mùa này, về ngay gió này. Khi đêm qua đăng không mặc cảm với trăng, đã từ từ văng văng sáng mặt đầm. Tụi mình thả xuồng ra đó chơi. Ra đầm, chúng mình sẽ thấy mùa xuân đang đến gần hơn bao giờ hết. Bờ lá dừa nước xa xa, mờ mờ sẫm. Bầu trời xa lắm, mặt nước mong mênh. Mình cứ nằm xoải chân, tay gối đầu lên sạp xuồng. Cần gì khua dầm, gió đẩy mình đi, lên đên trong dòng gió. Sóng vỗ lóc bóc vô mũi xuồng. Dạt xa bờ, gió không khuất rặng dừa nước dày, nên sóng cồn cào. Nằm trên sạp đóng bằng dán cao lão, nghe sóng nhảy nhót hấp hé be xuồng. Đầm Thị Tường bao đời nay không sâu lắm, nước có chỗ lé đé ngực, có chỗ chỉ đếm lưng quần. Tại gió thôi mà đêm qua chiếc xuồng buộc ngang hông chòi, bị sóng chập chả chìm liễm. Cái đầu dây bị dướng nên treo cái mũi ngóc lên trời. Tại gió mà có nhiều đêm không đốt đèn được. Gió thổi phù phù, gió giật hiu hút. Gió là xà ghẹo giặt áo bà ba, làm chị mình líu quíu dặn lại vì xấu hổ. Gió tháng ba mang hương cà, hương bắp. Mùi thơm dân dã bay ra từ bờ lá, đang trổ rộ lưỡi mèo phèn. Gió tháng sáu mang từ trong xóm quê, mùi rạ tươi thơm, mùi rơm giòn đượm. Gió tháng chạp bát ngát hương nếp mới, nghe rõ nhịp chài hì hụp quết bánh phồng. Những nhịp chài ròng rã, những chiếc đệm chiếc chiếu trải rộng trước sân nhà dưới nắng, phơi bánh phồng vàng óng màu mật ong. Rồi cũng tại gió này, nước cũng ngấp nghé lên, không sôi réo ồn ào mà lặng lẽ. Đêm ấy đang nằm chò co trong chòi, và quả tình là đang mơ thấy một người. Không dưng lưng lạnh ngắt, lỡ ngỡ bò dậy thì nước lên đã ướt dầm lưng rồi. Cái cà ràng chị mình để trên sàn, đang nấu cơm buổi sớm, ngập nước bể ra làm ba mảnh. Chị mình buồn lắm, không biết có phải tại bữa nay cả nhà ăn nồi cơm nửa sống nửa chín, hay tại thương cho số phận ba ông táo. Nồng nổi như vậy mà còn phải chia xa. Không, mình có đem quà xứ đầm về. Mình nhớ lời chị Tê nói hôm trước. Chị ngồi tả vừa chắc lưỡi ngọt xớt. Trời ơi, giữa trưa mà ăn cơm nguội với ghẹm muối còn gì bằng. Mà phải muối cho thiệt mặn nghe, ăn đã dữ lắm. Còn mắm thì làm hai món, nấu ninh, lượt nước làm lẩu, ăn với cá rô, cà phổi, khổ qua. Rau thì có rau đắng đất, cải xanh. Mắm chua thì ăn sống. Mắm cá nâu, cá bóng nhỏ tẳng mặn để nguyên con. Trộn gừng, đường cát, vắt tí chanh. Gắp một con mắm, cặp với chuối chát, khế sắc lát mỏng dính mà ăn. Nó ngon không biết làm sao mà nói. Vừa chua, vừa ngọt, vừa chát,
dừa cay. Tả một hồi bắt thèm. Mình nghe chị tả, hiểu lòng chị, xách về khệ nệ, nào mắm, nào ghẹm. Ở đầm, vào mỗi con nước rầm hay 30, ghẹm nhiều vô số, lớp vô lú, lớp ngớt con mắt thao láo, bu đầu bập dừa, thả lền bền ngắm trời chơi. Người ở đầm cầu kỳ ghê lắm, muối toàn ghẹm cái, loại nhiều gạch nhất, ăn vừa mặn vừa béo ngậy. Rồi hỏi về mắm, dù mùa cá hội đã qua lâu lắm rồi, nhưng nhà nào cũng còn hũ mắm chưa dở. Chỉ cần hé cái nắp đậy một chút đã nghe thơm lừng lừng mũi. Cái xứ ngộ, con người nhiệt tình, chưa kịp nói dèm thì đã dúi vào giỏ biểu sách về rồi. Tình thật, mình muốn mang về đâu phải bấy nhiêu đó. Một buồng dừa nước cơm thơm, con cua gạch son ăn vô say quay mòng mòng, một mớ tôm bạc, tôm càng, một con cá dứa, cho bạn bè mình biết, cho những người xa đầm thị tường nhớ bắt ứa nước mắt khi nhìn lại những món ngon năm cũ. Có rất nhiều người từ đầm thị tường ra đi. Đây Tân Phong, đất cháy, kinh 1, 2, 3, 4, Vịnh Dừa, Giáp Nước, Bà Ký, Bà Kẹo, Thọ Mai, Vịnh Trăng, Mũi Mắm. Những cái xóm nhỏ bình thường, cái tên cũng bình thường, nhưng là dùng căn cứ nổi tiếng thời chống Pháp và Mỹ. Xứ ủy Nam Kỳ ở đây, tỉnh ủy nằm ở đây, các báo kháng chiến nằm ở đây, đoàn văn công nằm ở đây, xóm làng che chở. Trực thăng máy bay địch không biết đi bắn phá ở đâu, chiều về quẹo lại đầm xả bơm đạn cho nhẹ lái. Hồi đó sao người ta thèm nhiều chuyện đọc vậy không biết, thèm buổi sáng ngắm mặt trời mọc từ đầu đầm, buổi chiều khập khựng úp mặt về mũi mắm cuối đầm, thèm nhìn một bầu trời tinh tươm không bóng bầy ác điểu bằng sắt đen xì, thèm thả xuồng ra đầm mang theo một ít ghẹm muối nguyên con, mắm nguyên con, thịt non mềm, một tay cầm củ gừng, một tay cầm con mắm, cứ cắn gừng một miếng, cắn mắm một miếng mà lai rai dưới trăng. Có cầu kỳ gì đâu, có đòi hỏi gì cao sang đâu, mà vì bom đạn chiến tranh vẫn không làm được. Bây giờ những người từ đầm thị tường ra đi có còn nhớ không, có còn nghe thèm ngằng ngặc những món ngày xưa không? Và những con người hào sảng đậm đặc chất Nam Bộ, đàn ông nhậu một mâm thì đàn bà cũng một mâm, đàn ông say thì ca giọng cổ, đôi khi cũng buồn tình đập chén đánh vợ không kể, đàn bà say chỉ nhảy múa cho dơi hơi rượu đi. Người dân móc ruột mình ra mà nuôi cán bộ, sống chết với cách mạng, cho tới bây giờ ông sếp mình vẫn rưng rức nhắc lại chuyện một gia đình thai ông chết trong đêm vì bơm chậm của lũ B-57. Không đếm được bao nhiêu hy sinh mất mát của người dân xứ đầm. Rồi có còn nhớ không? Những cơn gió. Mình vẫn thấy còn quên, thấy son sót trong lòng. Có phải vì một bờ lá gian đầm bắt đầu nham nhở? Đứng bên này bờ đất cháy, đã nhìn lòng lộng những mái nhà trắng xám phía bên Phú Mỹ,
Người dân phá lá ngoài đầm, phá giường trong xóm làm vuông nuôi tôm. Những rặng dừa nước âm u hoang sơ ngày xưa đã mất. Mình đứng tiếc, hệt như anh Tê hôm ấy đứng tiếc người ta dùng gian lưới thay gian lúa sậy bệnh đăng. Có phải vì chúng mình văn nghệ quá không? Có phải vì bọn mình phi thực tế không? Đầm vẫn như trái tim, nối những mạch máu kênh rạch đi trăm ngã. Ừ, nhìn qua thì cũng như ngày xưa. Nhưng không, ngày ấy, ông cố mình sinh ra 10 người con. Ông ra đầm cắm đăng đặt đó, vậy mà thảnh thơi. 10 anh em của ông nội mình cùi cụi khôn lớn, dựng vợ gả chồng, và mỗi người lại sinh ra một đàn con khác. Ông nội mình lại ra đầm, bắt đầu dầm dãi, nhọc nhằn. Đến đời ba mình thì không còn những mẻ tôm nặng ký. Chuyện cá tôm nhiều vô kể quanh năm. Chuyện một chiếc xuồng con với vài tay lưới có thể nuôi cả gia đình đã quá xa vời. Chuyện xuồng đi tới đâu, đàn cá nược đuổi theo đến đấy, chỉ còn là cổ tích. Mình quen một người sống trên đầm, bác Hai Ngọc. Bác ngồi uống trà với mình và nói với giọng buồn hiu: càng ngày càng ít tôm cá, cũng ráng mà bám sống, chứ mình không có đất đai, biết làm gì bây giờ. Nhà bác có 80 miệng lúa nuôi 5 nhân khẩu, thu nhập một năm chỉ bằng 9-10 công ruộng. Ngày trước cứ 500 mét một hàng lúa, bây giờ là 100. Những nò, những chà, lưới chi chít mặt đầm như một ma trận mà người lớ ngớ thị thành như mình không tìm được lối ra. Tôm cá thiên nhiên cạn kiệt. Mình xin mọi người đừng trách cứ thị tường ở bạc. Chúng mình thở gió đầm, ăn con tôm con cá ở đầm, mặc cái quần cái áo từ đầm mà lớn lên. Mai mốt này chúng mình lại dắt kiệt thiên nhiên để nuôi đám con. Mình sợ ngày ấy thì thị tường đã khác bây giờ. Nuôi tôm có thể nhiều nhà ngói, nhà lầu, có thể nhiều tiện nghi hơn bây giờ. Và vườn dừa cao dọi trong xóm không còn nữa. Rặng dừa nước bao bọc ôm ấp con đầm, nơi con cá kèo chạy giỡn rượt nhau, con tôm bạc ẩn mình, không còn nữa. Con người tự bào chữa, trấn an mình: tại không sống được vào nó nữa rồi, chớ nào muốn làm cho vùng đầm đánh mất nét duyên bao đời. Mình sẽ trở lại thị tường, đứng trên bờ sáng, nơi có bụi ô rô, lá giỏ vàng. Mình đứng đó trong lòng lộng gió, trong vàng dải nắng. Nhưng từ đây hết thảy đã vô hồn. Mình sợ phải nhìn thấy đầm thị tường vốn từng nhớ thương sâu sắc trong lòng, đưa tay dãy cái chào xa mãi.